Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Các bạn thân mến, khi nhắc lại cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, nhiều bạn xem đài đã không hiểu Liên Xô đã làm những gì để giúp đỡ Việt Nam. Cá nhân chúng tôi thì chưa bao giờ nghi ngờ về sự chân thành của người bạn lớn này đối với chúng ta. Năm 1978, Việt Nam và Liên Xô đã ký một hiệp ước an ninh, và khi Trung Quốc tấn công Việt Nam vào tháng 2 năm 1979 thì Liên Xô đã làm những gì để thực hiện hiệp ước đó? Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Thưa các bạn, trước hết xin nhắc lại rằng ngày 3 tháng 1 năm 1978, Việt Nam và Liên Xô ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Trong hiệp ước đó, ngoài các điều khoản về hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, còn có điều khoản đề cập đến vấn đề an ninh quốc phòng. Trong đó quy định rằng hai bên sẽ trao đổi ý kiến với nhau về tất cả các vấn đề quan trọng có liên quan đến lợi ích của hai nước. Trong trường hợp một trong hai bên bị đe dọa tấn công thì hai bên sẽ lập tức trao đổi với nhau nhằm loại trừ mối đe dọa đó, áp dụng những biện pháp thích đáng có hiệu lực đảm bảo hòa bình và an ninh của hai nước. Căn cứ trên hiệp ước này, khi Trung Quốc tấn công Việt Nam, Liên Xô có trách nhiệm hỗ trợ cho Việt Nam. Vậy Liên Xô đã hỗ trợ như thế nào? Trước tiên, Liên Xô cử một đoàn tướng lĩnh sang Việt Nam, đồng thời chuyển đột xuất các chuyến tàu thủy chở vũ khí đến Việt Nam. Theo một bài báo đăng trên báo Phòng thủ Đường không và Vũ trụ Nga đã được báo điện tử Tri thức trẻ lược dịch. Chỉ tính từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3 năm 1979, Liên Xô đã đưa sang Việt Nam hơn 400 xe tăng và xe bọc thép, xe chở quân, 400 pháo và súng phóng lựu, 50 giàn phóng pháo hỏa lực B2M21, hơn 100 pháo cao xạ, 800 súng chống tăng của bộ binh, 20 máy bay tiêm kích và hàng ngàn tên lửa. Tiếp đó, đến ngày 27 tháng 2, khi Việt Nam quyết định chuyển toàn bộ quân đoàn 2 từ chiến trường Campuchia về biên giới phía Bắc bằng đường không, Liên Xô đã cử nhiều máy bay vận tải tích cực giúp đỡ. Từ ngày 6 tháng 3, những đơn vị đầu tiên của quân đoàn 2 đã về đến Nội Bài. Sau cuộc chuyển quân giúp Việt Nam từ giữa tháng 3 năm 1979, Liên Xô đã tổ chức một cuộc tập trận rất lớn trên các vùng lãnh thổ tiếp giáp với Trung Quốc. Cách đây vài năm, đài tiếng nói nước Nga từng đăng bài viết của tác giả Alexei Lesov nói về những hỗ trợ của Liên Xô cho Việt Nam khi Việt Nam bị Trung Quốc tấn công năm 1979. Ông Lesov cho biết, để biểu thị sự ủng hộ đối với Việt Nam và buộc Trung Quốc phải chuyển bớt một phần lực lượng quân đội, 6 quân khu Liên Xô đã được đặt trong tình trạng báo động và sẵn sàng chiến đấu. Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3, Liên Xô quyết định trên tất cả các vùng biên giới phía Đông, trên lãnh thổ Mông Cổ và trên Thái Bình Dương tiến hành cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng và diễn tập hải quân có bắn đạn thật. Cuộc diễn tập này sử dụng lực lượng của 29 sư đoàn bộ binh cơ giới với tổng quân số lên đến 250.000 người, 2.600 xe tăng, 900 máy bay và 80 chiến hạm. Các trung đoàn máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Ukraine và Belarus cũng được chuyển đến miền Đông Liên Xô. Trong đó có một sư đoàn đến Mông Cổ trên một sân bay chỉ cách Bắc Kinh 1,5 giờ bay. Những đợt diễn tập lớn nhất được thực hiện ở Mông Cổ với sự tham gia của 6 sư đoàn bộ binh cơ giới và tăng thiết giáp. Ngoài ra, trên lãnh thổ Mông Cổ còn có 2 lữ đoàn và 3 sư đoàn không quân chiến trường cùng các quân đội đặc chủng tăng cường. Cuộc diễn tập này là một cuộc diễn tập có quy mô cực kỳ lớn. Ngoài số lượng binh sĩ và trang bị vũ khí khổng lồ ra, nó còn đặc biệt ở chỗ các lực lượng của Liên Xô đã cơ động một quãng đường hàng ngàn cây số. Chẳng hạn như sư đoàn đổ bộ đường không từ Tula đã chuyển vào Cheta trên quãng đường dài 5.500 cây số bằng máy bay vận tải quân sự trong 2 ngày, hoặc các đơn vị từ Siberia đến Mông Cổ cũng phải vượt quãng đường hơn 2.000 cây số. Lực lượng không quân Liên Xô sử dụng trong diễn tập không phải là một vài chiếc máy bay được rút ra từ các đơn vị sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, mà là toàn bộ các trung đoàn không quân hoàn chỉnh, bay đầy đủ theo biên chế. Người ta nói rằng trong thời gian diễn tập có lúc trên bầu trời có cả hàng chục trung đoàn không quân chiến trường cùng hoạt động. Tổng kết đợt diễn tập, lực lượng không quân Liên Xô đã bay hơn 5.000 giờ bắn và ném hơn 1.000 quả bom và tên lửa. Cuộc diễn tập này sử dụng lực lượng trang bị kỹ thuật rất lớn. Cách thức mà Liên Xô đã làm gợi ra một hướng rất rõ ràng. Nếu Trung Quốc rút khỏi Việt Nam thật sự thì đó là một cuộc biểu dương lực lượng của Liên Xô để cảnh báo Trung Quốc và cũng là để rút ra những bài học phục vụ cho tình huống của chiến tranh tổng lực với Trung Quốc sau này.
Còn nếu Trung Quốc vẫn ngoan cố đánh tiếp Việt Nam, chỉ với lực lượng đã được cơ động lên biên giới với Trung Quốc trong diễn tập, Liên Xô dễ dàng có nhiều lựa chọn trong một hành động quân sự. Song song với hoạt động trên bộ, Liên Xô cũng triển khai lực lượng trên biển để hỗ trợ Việt Nam. Theo đài Tiếng Nói Nước Nga, khi nhận được các thông tin đầu tiên về ý định tấn công Việt Nam của Trung Quốc, Hải quân Liên Xô đã điều các tàu tuần dương và tàu khu trục tới Biển Đông. Sau khi cuộc tấn công xảy ra ngoài khơi, đã tập trung 13 tàu của Liên Xô. Đến đầu tháng 3, tổng số tàu chiến Liên Xô trên Biển Đông đã lên tới 30 chiếc. Sự hiện diện của các tàu Liên Xô khiến 300 tàu hải quân Trung Quốc không có cơ hội tham gia vào cuộc tấn công. Mặt khác, nó cũng bảo đảm an toàn cho các chuyến tàu chở hàng từ Liên Xô sang Việt Nam. Sau khi súng nổ ra, các tàu của Trung Quốc lăm le thì các tàu của Mỹ cũng đã đổ đến Biển Đông. Theo đài Tiếng Nói Nước Nga, đến ngày 25 tháng 2 năm 1979, các tàu của Mỹ đỗ thành chuỗi ngoài khơi bờ biển Việt Nam theo cái danh nghĩa mà người Mỹ gọi là để kiểm soát tình hình, để ngăn tàu Mỹ không tới được khu vực hoạt động chiến sự. Tàu ngầm Liên Xô đã chặn các ngả đường tiếp cận của tàu Mỹ, nên đến ngày 6 tháng 3, các tàu của Mỹ đành phải rút đi. Thưa các bạn, trên đây là 3 hoạt động lớn nhất mà Liên Xô đã thực hiện để hỗ trợ Việt Nam trong những ngày mà Việt Nam bị Trung Quốc tấn công. Sau tháng 3 năm 1979 trở đi, Liên Xô vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về trang bị vũ khí để xây dựng quân đội mạnh nhằm phòng thủ biên giới phía Bắc. Ngoài các vũ khí thông thường như xe tăng, pháo, máy bay, đến số đã chuyển cho Việt Nam một vài loại vũ khí có uy lực rất lớn so với thời bấy giờ. Chẳng hạn như là tên lửa đạn đạo Scud B và tên lửa chống hạm P-35. Đến đây vẫn có thể có nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao Liên Xô không tấn công Trung Quốc mà lại chỉ tập trận. Câu trả lời chỉ có thể là có hai lý do chính. Một là việc triển khai quân đội để phát động một hành động quân sự đòi hỏi có thời gian chuẩn bị không phải là ngày 1, ngày 2 làm được ngay. Hai là để thực hiện trách nhiệm hỗ trợ đồng minh thì phát động một cuộc chiến tranh không phải lựa chọn số 1 và duy nhất. Không riêng gì Liên Xô mà bất cứ nước nào cũng có quyền tính toán thiệt hơn về những cái giá cụ thể đối với từng lựa chọn tương ứng. Bởi thế, đây cũng là một bài học mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Không phải là cứ là đồng minh với một siêu cường là có thể kê cao gối mà ngủ. Vì một khi chiến sự nổ ra, nước xa không cứu được lửa gần, chờ được đồng minh hành động cứu giúp thì cũng không khác gì câu thành ngữ là được vạ thì má cũng sưng. Lần đầu Hải quân Việt Nam công khai tên lửa khống chế toàn Biển Đông, tàu sân bay Mỹ Trung Quốc hãi. Thưa các bạn, mặc dù thông tin và hình ảnh về loại tên lửa chống hạm có tầm bắn xa nhất của Hải quân Việt Nam không lạ lẫm với đông đảo công chúng, tuy nhiên để được nhìn tận mắt sờ tận tay thì rất hiếm người có cơ hội. Tuy nhiên, tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2022, hệ thống tên lửa chống hạm hay còn gọi là tên lửa bờ tầm bắn vô địch của Hải quân hiện nay là 9K-44B Redoubt-M đã chính thức được giới thiệu. Hệ thống 9K-44B Redoubt-M là thành phần hỏa lực chính trong biên chế của Lữ đoàn tên lửa bờ 679 đóng mộc ven biển Đông Bắc, gần với các quân quảng lớn của Hải quân Trung Quốc tại Trạm Giang và đảo Hải Nam. Mặc dù Lữ đoàn 679 chỉ mang tới triển lãm hai loại tên lửa P-28 và P-28M với tầm bắn 300 km, nhưng theo một số nguồn tin được biết, đơn vị còn sở hữu cả dòng tên lửa P-35B với kích thước rất lớn. Với chiều dài 10,2m, đường kính thân gần 1m, sải cánh 2,6m, trọng lượng phóng 4,5 tấn, mang theo đầu đạn nặng 800 kg, vận tốc tối đa Mach 1,4 và tầm bắn lên tới 460 km, là loại tên lửa có tầm bắn xa nhất của Hải quân Việt Nam. Với tầm bắn lớn như vậy, mỗi tổ hợp có thể khống chế được một dải bờ biển có chiều dài lên tới gần 1.000 km, điều mà báo China của Trung Quốc đã phải thốt lên rằng đây là loại tên lửa bờ có uy lực chiến đấu cao, giúp Hải quân Việt Nam có thể khống chế gần như toàn bộ Biển Đông. P-35B Shadow được sử dụng phương thức dẫn đường quán tính có hiệu chỉnh trong giai đoạn đầu kết hợp với radar chủ động ở giai đoạn cuối, sau khi phóng tên lửa cập nhật tham số mục tiêu thông qua máy bay trinh sát hoặc tiêm kích để tăng độ chính xác. Có thông tin cho biết, khi không có máy bay chỉ thị mục tiêu đạn, tên lửa sẽ chuyển sang chiến thuật bầy sói, được phóng loạt từ 2 quả trở lên. Một trong số đó bay cao hơn so với các tên lửa khác từ 4.000 đến 7.000 mét. Tên lửa này sẽ chỉ thị mục tiêu cho phép tên lửa còn lại để cùng tấn công trong một loạt đạn lớn. P-35B có độ cao hành trình từ 100 đến 400 mét, giai đoạn cuối hạ thấp độ cao xuống dưới 100 mét và xuyên vào nơi hiểm yếu nhất của tàu chiến địch, rồi phát nổ để gia tăng thiệt hại.
Hiện nay, Nga đã chào hàng gói nâng cấp hệ thống điện tử cho tổ hợp Redoute-M. Cụ thể, các đèn bán dẫn cũ đã được thay thế bằng thiết bị kỹ thuật số thế hệ mới, khiến cho tên lửa đã trở nên nhẹ hơn nhưng đạt độ chính xác cao hơn. Tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa P-35B Shadow cũng được cải thiện đáng kể khi độ cao hành trình hạ xuống chỉ còn 24m, tầm bắn của tên lửa được tăng từ 460 lên đến 550km. Ngoài ra có thể chia sẻ thông tin với hệ thống ra đạp cảnh giới quốc gia. Những đặc điểm trên khiến tổ hợp 9K-44B Redoute-M và tên lửa P-35B Shadow vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong tác chiến hiện đại. Bất chấp tuổi đời đã khá cao, báo Trung Quốc phải thừa nhận 9K-44B Redoute-M là loại vũ khí giúp Việt Nam không chế được gần như toàn bộ Biển Đông. Sau những hình ảnh diễn tập thực binh có bắn đạn thật của tên lửa hành trình chống hạm tầm xa P-35B thuộc hệ thống 4K-44 Redoute-M của Hải quân Việt Nam được công khai, tạp chí Kiến thức Vũ khí Trung Quốc và báo điện tử Sina đều của Trung Quốc phải thừa nhận Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng không thể coi nhẹ dòng tên lửa Shadow này. 4K-44 Redoute-M hiện là một trong những lá chắn thép bảo vệ bờ biển Việt Nam. Nó bao gồm hai thành phần chính, xe radar điều khiển và xe bệ phóng mang một quả tên lửa dựa trên khung xe thân vận tải ZYD-135K. Thông thường, mỗi tổ hợp bố trí một xe radar và 3-4 xe bệ phóng mang tên lửa. Tên lửa hành trình đối hạm tầm xa P-35 Shadow là vũ khí chính của tàu ngầm. Nó có chiều dài gần 10m, đường kính thân 1,5m, trọng lượng phóng 4,2 tấn. Lắp đầu đạn thuốc nổ mạnh từ 800 đến 1.000kg, đem lại sức công phá uy lực đủ sức đánh chìm chiến hạm cỡ lớn. Tên lửa P-35 lắp động cơ đẩy nhiên liệu rắn, tốc độ hành trình cận âm và lên tới Mach 1,4 tại giai đoạn công kích, dùng hệ dẫn đường quan tính kết hợp radar chủ động pha cuối. Đặc biệt là ở pha giữa, nó có thể tiếp nhận thông tin mục tiêu từ trực thăng săn ngầm, máy bay tuần thám biển hoặc máy bay chỉ huy trên không. Đầu những năm 1980, Việt Nam trang bị lượng lớn pháo tầm xa và tên lửa. Ngoài tên lửa Scud còn trang bị tên lửa Bờ Shadow, tiền thân đầy đủ để lập lữ đoàn 679. Năm 1980, Việt Nam cũng chính thức tiếp nhận một hệ thống SSC-1B Cephal, tổ hợp tên lửa bờ 4K-44 Redoute-M và 25 quả tên lửa chống hạm P-35B Shadow do Liên Xô viện trợ. Dù ra đời từ những năm 1960, song đến nay, 4K-44 Redoute-M vẫn không hề tỏ ra lỗi thời và vẫn rất nguy hiểm. Tổ hợp tên lửa này được thiết kế cho nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu giá trị cao trên mặt biển ở cự ly lớn, tàu sân bay, tàu đổ bộ lớn, tàu khu trục hay tuần dương hạm. Tên lửa bờ đối hạm ESC-1B thực tế chính là phiên bản cải tiến của Shadow hạm đối hạm. Với hệ thống chỉ huy kiểm soát tác chiến có sự khác biệt rất lớn, nhưng thân tên lửa với cơ bản không có sự thay đổi, vì vậy vẫn rất nhiều nơi quen gọi là Shadow. Một số chuyên gia quân sự quốc tế đã cho rằng các tổ hợp Redoute-M của Việt Nam đã được nâng cấp, sở hữu các tính năng kỹ chiến thuật ưu việt hơn. Trong đó, P-35B trở thành một tên lửa hiện đại dưới lớp áo cũ kỹ. Trước hết, đó là gói nâng cấp hệ thống điện tử, các thiết bị điện tử thế hệ đèn bán dẫn cũ đã được thay thế bằng các thiết bị kỹ thuật số thế hệ mới, khiến cho tên lửa đã trở nên nhẹ hơn nhưng đạt độ chính xác cao hơn. Không chỉ tăng cường tính kháng nhiễu, tên lửa còn hạ thấp độ cao hành trình giai đoạn cuối từ 100m xuống 24m so với mặt biển. Ở độ cao này, xác suất vượt qua hệ thống phòng thủ của chiến hạm đối phương được tăng lên gấp nhiều lần. Bên cạnh việc hạ thấp độ cao, tầm bắn của tên lửa còn gia tăng từ 460 km lên đến 550 km. Điều này là nhờ tên lửa đã nhẹ hơn và phương pháp dẫn bắn của nó đã được điều chỉnh. Một cải tiến quan trọng nữa đó là đồng bộ hóa hệ thống chỉ huy điều khiển của Redoute-M với toàn bộ hệ thống radar cảnh giới của quốc gia, nghĩa là có thể chia sẻ thông tin thay thế lẫn nhau giữa đài điều khiển của Redoute-M với các đài radar trinh sát điều khiển của tổ hợp Redoute, tổ hợp P-35B, máy bay trinh sát, tàu chiến và những hệ thống radar cảnh giới khác. Rõ ràng với các cải tiến trên, tổ hợp Redoute-M đã thực sự tiệm cận với trình độ của một tổ hợp tên lửa bờ hiện đại có uy lực chiến đấu cao, khiến Sina phải cảm thán rằng đây chính là vũ khí giúp cho Việt Nam khống chế được gần như toàn bộ Biển Đông và là tên lửa khắc tinh của tàu sân bay Mỹ và Trung Quốc. Video của kênh xin dừng ở đây, bạn có cảm nhận thế nào hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, thưa
thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.